ngày 10 tháng 10 năm 2023, Á hậu Phương Nhi đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức lên đường sang Nhật Bản chinh chiến tại đấu trường Miss International. Nhiều chị em thân thiết, gia đình cũng như các fan hâm mộ đã đến cổ vũ và tiếp thêm động lực cho cô như Hoa hậu Mai Phương, Bảo Ngọc, Á hậu Phương Anh, Luna Kiều Loan, Minh Kiên. Cùng với đó là sự xuất hiện đặc biệt của gia đình đã tiếp thêm động lực rất lớn cho Phương Nhi. Tại đây, Phương Nhi cũng bộc lộ cảm xúc vui mừng khi ở trong vòng tay của các fan hâm mộ. Nàng hậu xuất hiện với phong thái rạng rỡ, thể hiện tinh thần sẵn sàng để đến với cuộc thi. Cô đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ càng về mặt hình thể, cùng với các kỹ năng catwalk, tiếng Anh, interview, make-up trước khi tham gia cuộc thi nhan sắc thuộc top đầu thế giới. Hành trình đến với Miss International của Phương Nhi sẽ bắt đầu từ 11 tháng 10 năm 2023 và đêm chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn bạn đã xem tin Hot Post trên kênh YouTube Lavion. Hãy nhấn like để lại bình luận và chia sẻ nếu bạn thích video này. Và đừng quên subscribe cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung săn sao, soi sao mới nhất nhé.